Chiều ngày 3 tháng 11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có thông tin liên quan đến phản ánh EU Tourist nhận tiền tour hơn 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra cùng ngày. Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có văn bản đề nghị các địa phương yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, ban quản lý các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan. Mục tiêu hướng đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết đã nắm được thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh và chỉ đạo các sở ngành vào cuộc nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 11, ông Nguyễn Thái Linh, Phó Chủ tịch Hội In Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn tham quan này cho biết, hội đã đặt tour trọn gói tham quan hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ và thiết bị in ấn tại Thượng Hải, Trung Quốc và chuyển toàn bộ 1,248 tỷ đồng của 64 người cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Liên minh châu Âu, tên tiếng Anh là EU Tourist. Chuyến tham quan dự kiến đi 5 ngày 4 đêm, khởi hành rạng sáng ngày 31 tháng 10 và trở về thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 4 tháng 11. Ông Nguyễn Thái Linh cho biết thêm, sáng ngày 30 tháng 10, khi kiểm tra giấy tờ để đi vào đêm cùng ngày, do các chuyến bay xa phải ra sân bay làm thủ tục sớm, thì phát hiện lãnh đạo EU Tourist đã bỏ trốn. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, đoàn buộc phải hủy chuyến đi, số tiền hơn 1,2 tỷ đồng không biết khi nào lấy lại được.